Giờ Dũng tàu Việt Nam Quốc từ trần lúc 4:01 sáng ngày 9 tháng 3 năm 2010 dương lịch nhận ngày 24 tháng giêng năm Canh Dần. Tạ Thế Tự Tinh Thế Thất Kiệt Trung Quốc Hoa Kỳ hưởng thọ trần thế 81 tuổi. Thừa Tư Phật Lực Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Hướng linh dương pháp dân thiện tâm nhất trị thờ hồ chí hướng linh thanh ngày 4 tháng 11 năm 1966 nguyên sinh tại đất sát từ trần lúc 8 giờ tối ngày 27 tháng 8 năm 2021 dương lịch hưởng dương trần thế 55 tuổi. Thừa Tư Phật Lực Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Hướng linh phần tử Phan Thị B pháp danh viên đạo nhất vị chánh hồn dương linh đến ngày 31 tháng 12 năm 1945 ngõ dinh tại Tiền Giang Việt Nam Quốc từ trần 8:55 sáng ngày 16 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão. Tại thế tại lúc tranh chấp thì Trung Quốc Hoa Kỳ hưởng thọ trần thế 82 tuổi. Hướng linh Phật tử Nguyễn Thị Lui pháp danh Diệu Thuận nhất vị chánh hồn dương linh khanh ngày 10 tháng 4 năm 1952 âm thịnh sinh tại Bình Định Việt Nam Quốc từ trần lúc 11 giờ tối ngày 17 tháng 10 năm 2023 dương lịch nhằm ngày 3 tháng 9 năm Quý Mão. Tại thế tại Hội Thánh Chánh Pháp Việt Trung Quốc Hoa Kỳ hưởng thọ trần thế 72 tuổi. Hương linh phần tử Phan Đắc Minh thành pháp danh Minh Thông nhất vị thờ hồn chiếu linh thắng ngày 9 tháng 4 năm 1960 canh tiên nguyên sinh tại Quy Nhơn Phan Thiết Vì Việt Nam Quốc từ trần lúc 1:01 sáng ngày 22 tháng giêng năm 2023 dương lịch nhằm ngày 1 tháng giêng năm Quý Mão. Tạ Thế Tự Tinh Thế Thất Trung Quốc có thể hưởng thọ lên phần tử Lý Thố Liêu pháp danh Diệu Hoa nhất vị chánh hồn chiếu linh sanh ngày lần tháng tốt năm 1935 hưởng sinh tại Bạc Liêu Việt Nam Quốc từ trần lúc 12 giờ chiều ngày 24 tháng 6 năm 2023 dương lịch nhằm ngày 7 tháng 5 năm Quý Mão. Tạ Thế Tự Tinh Thế Thất Thiệt Chúa Hoa Kỳ hưởng thọ trần thế 89 tuổi. Hương linh Phật tử Nguyễn Văn Ẩn pháp danh Thiện Tâm nhất vị thờ hồn chiếu linh sanh ngày 1 tháng giêng năm 1950 canh dần sinh tại tỉnh Kiên Giang Gạch Giá Việt Nam Quốc từ trần lúc 6:10 chiều ngày 31 tháng 10 năm 2022 dương lịch nhằm ngày 7 tháng 10 năm nhâm dần. Tại thế tại Khai Lan Đất Khách Thiệt Chúa Hoa Kỳ hưởng thọ trần thế 72 tuổi. Hướng linh Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Hương pháp danh Diệu Nhãn nhất vị chánh hồn chiêu linh sinh ngày 30 tháng 3 năm 1933 dũng sinh tại Sài Gòn Việt Nam Quốc từ trần lúc 3:55 chiều ngày 23 tháng 4 năm 2023 dương lịch nhằm ngày 4 tháng 3 năm Quý Mão. Tạ Thế Tự Tinh Thế Thất Thiệt Chúa Hoa Kỳ hưởng thọ trần thế 91 tuổi. Hương linh phần tử Nguyễn Thị Thu Thường pháp danh Diệu Hằng nhất vị chánh hồn dương linh sanh ngày 2 tháng 5 năm 1949 kỷ sửu đeo nguyên sinh tại Phan Giang Ninh Thuận Điện Nam Quốc từ trận 3:25 sáng ngày 26 tháng 2 năm 2021 dương lịch nhận ngày 15 tháng giêng năm Tân Sửu. Tại thế tại Hoa Kỳ hưởng thọ trần thế 72 tuổi. Hướng linh Phật tử Nguyễn Thăng Long pháp danh Phú Lao nhất vị thờ hồ dương linh sanh ngày 4 tháng 11 năm 1990 căn ngò đen nguyên sinh tại Đức Tài Đức Linh Bình Thuận Liên Long Quốc từ trần lúc 4:30 sáng ngày 4 tháng 7 năm 2022 dương lịch nhậm ngày 26 tháng 6 năm nhâm dần. Tạ Thế Tự Tinh Thế Thất Thiệt Chúa Hoa Kỳ hưởng dương trần thế 33 tuổi. Hướng linh phần tử Tăng Bụ Tiền pháp danh Thiện Thọ nhất vị thần hồn chỉ hương linh trong ngày 28 tháng 6 năm 1942 ngõ sinh tại Tiểu Cần Trà Vinh Việt Nam Quốc
Từ trời lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 2021 dương lịch, nhậm ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu tạ thế tại Hương Tân Tách Khách, hiệp chúng quân qua kỳ hướng thọ trần thế 80 tuổi. Hướng linh phần tử Tăng Ngọc Phụng, pháp danh Diệu Quang với vị chánh hồn Diêm Linh Chánh ngày 9 tháng 9 năm 1935 hận sinh tại Trà Vinh Tiểu Cần Việt Nam Quốc, từ trần lúc 4 giờ 59 phút sáng ngày 7 tháng 5 năm 2021 dương lịch, ngày 26 tháng 5 năm Tân Sửu tạ thế tại Sài Gòn Việt Nam Quốc, hưởng thọ trần thế 87 tuổi. Hương linh Phật tử Võ Văn Hùng, pháp danh Thiện Minh, nhất vị thành hồn chi hương linh, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1970 sinh tại Việt Nam Quốc, từ trần lúc 8 giờ 46 phút tối ngày 20 tháng 6 năm 2020 dương lịch, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Canh Tý tạ thế tại Tâm Tách Khách, hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, hưởng dương trần thế 50 tuổi. Hướng linh Phật tử Tăng Bụ Đảnh, pháp danh Quảng Thượng, nhất vị thần hồn chỉ hướng linh, sinh ngày 6 tháng 2 năm 1941 Tân Tị, nguyên sinh tại Tiểu Cần, Trà Vinh, Việt Nam Quốc, từ trời lúc 6 giờ chiều ngày 17 tháng 12 năm 2023 dương lịch, vào ngày 5 tháng 11 năm Quý Mão tạ thế tại chung cư An Lạc Việt Nam Quốc, hưởng thọ trần thế 83 tuổi, thừa tư Phật lực bản chân Cực Lạc Quốc. Hướng linh phần tử Trần Thị Căn, pháp danh Diệu Phước, nhất vị chánh hồn chỉ hướng linh, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1000, từ trần lúc mũi thời tạ thế tại Việt Nam Quốc, hưởng thọ trần thế 80 tuổi, thừa tư Phật lực bản chánh Cực Lạc Quốc. Hướng linh phần tử Nhâm Ân Ân, pháp danh Thiện Diệu Thanh, nhất vị chánh hồn chỉ linh, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1937, tinh sửu niên sinh tại chợ lớn Sài Gòn Việt Nam Quốc, từ trần lúc 1 giờ sáng ngày 28 tháng 12 năm 2020 dương lịch, nhằm ngày 15 rằm tháng 11 năm Canh Tý tạ thế tại San Francisco, hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, hưởng thọ trần thế 84 tuổi. Cập cầu an tất cả các chư vị thiện nam tính nữ, nam nữ hiện tiền thân tâm thường an lạc, vạn sự các tường tăng đơn hứa thọ luôn chứng minh chư Bồ Tát các đại chứng minh. Cập cầu siêu độ tất cả chư vị hương tinh quý vị trận châu nam phụ lỗ quý vị chánh hồ thần hồ như lên thực thờ tử tại quản sanh đường thiền biểu ích thính pháp danh viên cảnh chân tình độ nam mô chư là tội Bồ Tát các đại chứng minh.
sơ thích ca mâu ni Phật tương lai hạ sanh di lạc con Phật đại trí văn thù sơ loại bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơ mọi chư Phật
Thank you.
lục độ tướng gì ha, không còn phán vô sanh được ngộ. Chân ai đưa ai đại tử
má cùng đi giả nhau.
Hương là Phật tử tăng bổ đẳng pháp dân quảng thượng nhất vị thường hồ kia linh thừa tư Phật lực quảng tranh cực lạc quốc. Hương linh Phật tử nhâm anh nhân pháp danh diệu thanh nhất vị chánh hồ kia linh thừa tư Phật lực quảng tranh cực lạc quốc. Hương linh Trần Thị Căn pháp danh diệu phước nhất vị chánh hồ kia linh thừa tư Phật lực quảng tranh cực lạc quốc. Phục nguyện thành thượng đại vạn tội văn theo ngưỡng nguyện chi vị hương linh các đạo cao siêu kỳ giáo quyến hàm chiêm lợi lạc phổ nguyện âm siêu thất pháp giới chúng sanh tề thành phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là lễ vía Phật A Di Đà Phật lịch 2567 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã hoàn mãn. Con xin kính mời quý thầy cùng an tọa chuẩn bị thọ trai và mời quý Phật tử về vị trí. Chúng ta chuẩn bị cùng trước khi cúng dường quý thầy, mời ban hợp cam thư thiện nguyện trình bày nhạc phẩm Phật đang trong ta. Thank you.
Di Đà Phật. Cảm ơn ba mẹ con Thư Thị Nguyện. Cúng thì em cúng vào. Tính thí năng tiêu đại chúng văn thánh tinh cán chánh niệm an tam bạn gia già an tam bạn gia già an tam bạn gia già tam đề muộn thứ nhất nguyện động nhất thiết ác, muộn thứ hai nguyện tốt nhất thiết thiện,
muốn cho ba nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Trong khi thọ thịt phải tưởng ngủ quán một, kẻ không nhận ít cổ kia sau kia đem đến hai xét được mà đủ hay thiếu thọ của cúng dường ba là cội nguồn thâm khí trừ cội gốc, vốn là vị thuốc hay chưa làm bệnh khô gầy, năm bị thành đạo nghiệp nên họ công này. Vị kim sở tu phúc phổ kia mưu nguyện chúng thực diễn miệng cực khổ xả thân sân là sứ Bồ Tát kia phước báo vô tận nhược hư công thí hoạch như thiện quả tăng chứa vô hữu tức lo tao ta kia chai thần vũ nặng hoa tam mạng nam mẫu ra nặng ma băng gia đệ hà na sa ta nặng nặng trắng địa tha kia kia hồng hồng nhà ba gia nhà ba gia ba gia nhà 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 kẻ thủ quê tâu đế đầu hiện lãnh thánh cô di ngã kim chương tán đại dung đệ vương từ uy thủy gia hộ nam mô tán đa nẵm tam hiệu tâm đệ cung chi nắm đệ tàng chiến đệ chủng đệ ta bà ha trở về bố thí giả tất vật thì lệch nhường diện nhà bố thí hậu tất tăng văn lạc hạng thực diễn ngạc trương chứng nhân thiện diện thể pháp thị sâu mãn nam mô a di đà phật cũng nguyện thân phi những lữ thường tư chứng lỡ chia lao nhật thực tam sa mổ niệm nông phu chi khổ khổ nguyện hiện tiền tứ chúng phước huệ song tu một hậu đắc sanh cực lạc phổ nguyện âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tài thành phật đạo nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chư vị hương linh đã tuyên sớ tại chánh điện thiền viện bảo tích thầy các chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn thiện nam tín nữ nam phụ lão đã tôn thờ tại bản tích đường thiền giữa tử thừa theo phật tất tất cả mười đồ siêu sanh tinh độ bản sanh cực lạc quốc nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát ma tát tăng đại chúng minh nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm ca đệ tử và chúng sanh đều chọn thành phật đạo cung thỉnh chư tôn đức tăng và tăng ni thọ trai dường như bà tử cũng như thọ trai nghe không con tôi còn cũng đi lại cũng như dường chúng tôi nhờ sức khỏe tôi con hỏi đi thầy đợi sáng thầy rồi hoàng hoàng nha. Chị Hà lên xuống dưới ăn đi. Ở dưới.
Dạ, dạ mời. Dạ cô muốn cúng dường. Ủa, không thấy,
chị sống ăn chị đi tới lui đây. Dạ chứ lại. Từ từ. Đồ ăn nhiều lắm mà. Từ từ ăn cũng nhiều. Đồ ăn nhiều lắm mà. Thank you.
Tùng biết sao rồi. Mẹ khỏe không con? Dạ mẹ con đang về Việt Nam rồi ạ. Dạ. Thank you.
Thank you.
kế căn cuối chứ không phải cuối. Đừng có bác đi tích tụ cái nhà cái số của chú chúng ta vô không có nhà để lấy chích lộ lì tôi biết mà nói trong kiểu có ra cái dầu ra dầu đó. Thank you.
con ăn chưa? Dạ xong rồi chị, cảm ơn chị. Cái nguyện này là chị, cây này này có cái đèn đây này đó. Đây đây. Đó, yeah, đó. Vậy hả? Đó, rồi ông anh thứ năm mới mất mấy ngày đó. Yeah. Rồi kia bà chị thứ hai của ông mới yeah, đến kia. Yeah. Ra đi lần liền hả chị? Nhà đi lượt rồi đó. Yeah. Ông bên Việt Nam ông bác của em cũng 94 tuổi mới ra đi mấy tuần rồi. Yeah. Ông này mất trước, ông này út nè. Vậy hả? Tuổi tới tuổi rồi đi hết rồi. Tuổi rồi, ông này mới 80. Mới 80 thì 80 là ngon rồi. Cái ông anh này là 80 mấy này. Dạ. Bà kia là 87. Dạ. Cũng là hàng thọ không à. Ừ. Ở Mỹ hết hả chị? Dạ, ở Việt Nam hai người, có mình ông ở Mỹ. Ở Mỹ, ở Việt Nam. Còn ông anh kia thì ở Canada. Dạ. Thâu cầu siêu cho ông đánh về đất, ông về đất Phật cho ông ngang nhà. Chị ơi, ông này mất cũng được 2 năm. Dạ. Mấy người này mới dạ. Úc đi, xong rồi 2 tháng sau thì bà chị thứ hai đi. Dạ. Chị thứ hai đi rồi bây giờ 2 năm mấy rồi cái ông anh thứ năm đi. Dạ. Cứ nói dòng đi. Con về người thứ ba với người thứ tư. Dạ. Còn bên mình thì coi như đi hết. Dạ. Út thứ hai đi, đi đầu. Dạ. Út thứ hai đó là mất 2 mấy tuổi là đi. Dạ. Em bên em thì phế nội cũng lại đi hết, còn hết. Dạ. Phế nội đi hết luôn rồi. Từ mà đầu bà cô, ông nội, bà nội xuất sanh xuất đây, bà cô, chú, bác thì đi hết rồi đó. Đi hết rồi. Rồi tới mà người thứ năm, người thứ ba, người thứ tư thì người thứ năm đi trước là bà già mình. Xong rồi tới người thứ ba, người thứ ba xong tới người thứ tư rồi là hết luôn, bên ngoại là hết luôn. Giờ còn cái đợt mình. Không biết chừng nào rồi cũng thôi. Cha mẹ đi xong rồi tới cái đầu. Thì đó, từ từ nó đi thôi. Từ từ nó tới hết rồi. Không ai mà tránh khỏi. Dạ không ai. Sanh ra để chết, chết xong rồi là để sanh ở nhà. Sanh ra để tử, tử xong rồi để sanh. Hỏi chứ còn tranh đua làm cái gì? Dạ. Số nhiều người sẽ ham tranh đua hơn thua hơn thì từ tiếng ăn tiếng nói tiền bạc mệt. Dạ. Mấy thầy mấy cô giờ chưa nè? Chưa biết không, chắc cũng ăn còn ngồi chán nữa. Nhiều người còn ganh đua vô chùa, còn ngày tiên ở tùm lum, mệt luôn. Đã đi chùa rồi. Dạ, yeah, đã vô chùa rồi. Mà còn ganh tiền. Còn ganh tiền, làm ít làm nhiều người, rất mệt. Ở đây coi như tự động ở nhà, người này nấu món, người kia nấu món, người cuốn chứ đúng cái gì. Dạ, thấy hơn chữ rồi. Không có sai sanh nặng ai hết. Ai không làm thì nhà mình làm. Nhà làm mình năm nào cũng làm, ngày tháng mà. Hello, mẹ khỏe không? Dạ, trời ơi, lâu quá thấy mọi mà lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Lúc nào cũng đẹp đẹp. Người đẹp mà. Đi của sư tổ cũng lên cho xong rồi bây giờ. Vậy là cũng bỏ tại đây cũng không bây giờ cũng có lại cũng hơi cần tạnh mưa chút rồi. Đâu chị ơi. Ông này là ông xã mình hồi xưa là dạy ở ngoài nước Mỹ quá rừng núi xình lầy rồi diễn thám rồi đó là mấy cái người thì còn bây giờ ta học đó rồi ông thầy này là cũng như là cũng như vậy đó học rồi như thấy ông là thầy rồi. Còn em gái không? Hả? Còn em gái không? Ôi được. Nữa hả? Ừ. Con
nhưng đâu mỗi lần cứ cài nút áo coi mình khéo rồi nghe được. Kiếm người già dài thì cũng kiểu. Giờ sao thấy vô thường ghê, thấy dạ. Chết đó, thấy đó chết đó. Dạ, ngủ vậy mà thấy còn mình còn là biết mình còn. Bởi mình ăn ở làm sao mà cho nó có cái đạo đức để mình nhờ cái kiếp sau thôi. Dạ. Kiếp này là coi như tiêu rồi. Kiếp này coi như là xong rồi. Hỏi rồi thì anh mới sanh ra hai bàn tay trắng. Dạ. Chết rồi cũng hai bàn tay trắng. Dạ. Anh cũng không thêm được của cái gì hết. Mình cái đức. Dạ. Đức của mình là để nhờ cái kiếp sau. Cái đức là để nhờ kiếp sau. Sao vậy đi vậy thôi. Em có nhiều người hơn thua mà tiền bạc rồi tranh giành thấy mình mắc mệt. Thì đó trời đất ơi. Cái tiền bạc để làm cái gì? Vợ chồng nó làm cái gì cho nó đúng nó phải. Ở Việt Nam giờ này toàn là giành đất đai chứ biết lẫn nhau. Ruột hết rồi chém cha. Nó lên YouTube rồi cái bà mẹ bà cho nó là mấy đất bán được 3 tỷ xây cái nhà xong. Cái nó đuổi mẹ ra ngoài luôn. Bây giờ nó quỷ lên chứ không phải người ta nữa. Cái kiếp trước thì bà đuổi nó, giờ kiếp này bà nó đuổi lại bà. Đúng rồi, cái thời buổi này là cái thời buổi quỷ dương nó ra đời rồi. Nó nhập vô người mình, nó làm đủ thứ. Con người biết được không có cái đạo đức là gì hết. Bây giờ nó có cái YouTube, cái thằng đọc lạ đại dương, nó lại bé 4 tuổi á. Dạ, đúng rồi. Nó còn có gì đó, còn nó mà cái đó mới lợi người á. Dạ, nó mới là tránh cống sanh ra đó. Quỷ ma không thầy mới đó ra mất nữa rồi. Thầy chờ đợi tưới xong thầy đi nữa. Để tưới đồng đồng nhiều quá. Hồi nãy ông lợi chỗ mình cái túi tiền mà ông tới vậy là đây cai chóc rồi. Mà là đây không có cái kéo rồi coi kéo cách ngang cái là ngon rồi. Cũng ở đây nè, cũng linh đây nè. Cũng linh. Không có mỉa. Không có cây. Trước là đến cúng của hồn. Cúng của hồn được chưa? Chưa. À, chúng ta vô đứng gấp lên gấp cho ba, hai ba. Tại bữa trường lương mày không có thấy. Sắp rồi, nhảy sắp rồi. Anh gấp á. Gấp gì? Anh đứng màu á. Anh có thầm nghĩ vậy hả? Chúng ta cắt cho mọi người luôn, cho ba cho mọi người luôn. Theo cần đó, không kể đó tự để họ ăn mà ấy ăn thôi. Cắt bỏ chém mà rồi. Đâu còn mấy ngày mấy đó. Không còn nữa, con dọn anh để rồi tự ta ăn, ta xúm lại ta ăn thôi. Gấp đồ ăn bỏ vô chén. Chén cho già rồi mang kìa, bị mấy bạn bên bu dây dành hết trơn rồi. Nhường cho người đẹp. Anh gõ mỏ gõ chuông đứng bên kia luôn. Không biết có ai gõ chuông bên đây không? Không có đâu, không có chị Mai, không có chị Mai chỉ tận bên dưới nè. Ngay rồi. Mới hả? Mới lớp bà bà mẹ. Mẹ nên lấy đôi dây chuyền này. Đây này à, mẹ con. Đẹp quá trời, bao nhiêu thọ nhiều tuổi rồi. 80 rồi. Mất hồi nào ạ? Đây con mất 4 rồi. Dạ không, không ai sát cũng hay. Rồi ai cúng cho bà. Thì ba Việt Nam mất bên Việt Nam. À, thì có rồi, chú hay. Dạ, thấy bà đẹp quá nha. Mất bình Việt Nam ở đâu mà đẹp cũng... Dạ, ở Đà Lạt á. Đà Lạt, ôi trời ơi, Đà Lạt mà đẹp quá. Như Hạnh ở Đà Lạt thì nó đẹp quá rồi. Mẹ con là đẹp, con đẹp, đẹp. Mẹ con không có bệnh. Mang sáng cái mắt rồi, mắt rơi. Làm gì đây? Cúng linh. Cúng linh nha. Dạ. Thầy có vô đâu mà đốt nhang lại. Vô tới kìa. Mất tiêu hết rồi. Nè, anh đứng đây nè. Ai đừng làm gì anh đùa. Chôn hả? Sớm nhiều quá. Tới giờ họ tặng luôn tiền đủ rồi nghe, không có nhận nữa nha. còn đây nữa mà lo không nhận nữa, lâu lắm mới nhận nữa, nhờ người không có nhận người nữa. Không hiểu không? Dạ. Không có nhận nữa. Dạ. Bảo tích không có nhận, lâu lắm mới nhận, tặng 20 năm nữa mới nhận người nữa. Dạ. Con cũng nói đó chứ, 20 năm nữa. Vậy là thầy để cho ổng ở dưới ổng kiếm mấy bà kia, ổng đâu nhận người này nữa đâu.
kiếm cái bà mới rồi. Ba sắp xếp chỗ ở đàng hoàng, 20 năm sau má gặp bà. 20 năm nữa. 20 năm nữa chứ giờ mới nhận bây giờ. Lúc nào ổng cũng để mấy chân dài nè mà người đẹp ở bên ổng không đó. Đây là ba con. Dạ đây là bác con, bác con mới có thật. Có nhà ngọt á. Cũng là 80 tuổi rồi. Ba con mất ở đây hồi năm 2021 rồi, cái này bác con mới mất rồi. 83 tuổi rồi. Ở Sài Gòn. Và còn cô con đây thì 87, mà 87 cũng mất bên Việt Nam. Ba chị em này, ba con là cốt nhất này, chị lớn nhất ở này, này kế bên ba con. Bác con lớn hơn ba con. Sao nó không có nhận nữa. Lâu lắm mới nhận. Ổng cũng chê bà này cho nên ổng đi đó, ổng xuống kiếm mấy người đẹp của ổng đó. Yeah. Đánh là cái đầu, bủ là đánh, cái bủ đánh là cái đánh. Đánh. Đánh là cái đầu á. Cái tên của Bắc Nam á, có nghĩa. Tên đánh là cái đầu, cái phần ống quan kia là cái bủ đánh. Tên đẹp quá. Thôi ông nội đặt ngon lành ha. Mình tăng mua tiền này dòng suối. Suối tiền á. Suối Yên Nguyên. Con này là mây. Hả? Này là mây bay. Mây bay là suối. Là nước. Một người thì nước, người thì mây. Nước chảy. Nghĩ lách tách tách tách. Sông dài biển rộng, mây bay lang thang. Bắc Nam là cũng là hải quân phải không á lo? Hải quân đó, ông lái tàu qua Mỹ rồi nha, tới đảo Gam rồi. Vậy à? Kêu ở nhà đi ông. Ông ở trên chiếc tàu đó phải không? Dạ. Đó, trở về. Rồi kêu ở nhà đi, không ai đi hết. Ở tù 5 năm. Dạ. 6 năm đó. Vô nói giờ nó thôi nhà gia đình không ai đi hết, thôi để đi về với gia đình. Đi hồi đó đâu có biết. Nó đi rồi. Đi về vừa gặp đảo Cam Ranh là nó đưa tống vô tù luôn. Cho cái này ngoài kia mình chạy phải làm để đây đâu mới đâu được cái sớ đây là cái để trả lại cho cũ nó. Ừ. Ừ. Cho con hỏi chưa mở dưới mà nó thì quớ mở dưới đây cắm điện rồi cắm điện rồi chưa Thank you.
Ở đây có ghế nè. Làm trước ghế nhiều. Cảm ơn Phật con đây. Dạ. Thầy có con gắn với thầy rồi nè. Gắn cái điện cái microphone nó có bất kỳ. Đó là sáng đó, giống như chú sáng đó. Nói thầy cái này nó bất kỳ nền em bật cấm lên rồi đó. Dạ, bật lên. Dạ, dạ. Mấy cô nó vỡ nó vỡ cần thấy. Để xin cái bịch trà. Đúng đúng rồi, chị đẹp, đẹp, chị đem đưa thì đẹp. Thơm thơm có đó. Có rồi. Có mà cây. Con ba cây hết bệnh với em muốn kêu nó lên cho hai người cho dễ. Một con ba cây hết Thiền viện Bảo Tích
đầu mộng thương dương và phúc tụng đại thừa pháp bảo siêu độ hiệp kỵ chay tần chương đinh cố phụ thế danh Nguyễn Văn Chắc pháp danh chân thiện nhất vị thần hồn kim linh sanh ngày 6 tháng 10 năm 1935 canh ngọ niên. Nguyễn sinh tại Gò Công viện Nam Quân từ trần lúc 1:30 chiều ngày 22 tháng 3 năm 2012 dương lịch nhậm ngày 10 tháng 11 năm nhâm dần tạ thế tại viện Nam Quân hưởng thọ trần thế 83 tuổi thừa tư phận lận lai lâm thọ thực thính pháp danh kinh cặp cầu siêu độ hương linh cố mẫu trần thị hai pháp danh diệu hiền nhất vị chánh hồn kiên linh danh ngày 8 tháng 3 năm 1931 tân mùa niên sinh tại Cần Giờ Vũng Tàu viện Nam Quán Từ trần lúc 4:01 sáng ngày 9 tháng 3 năm 2010 dơ lệnh nhằm ngày 4 tháng 4 năm canh dần tả thế tử tân tá sát thiệp chúng Hoa Kỳ hưởng thọ trần thế 81 tuổi hương linh phận tử hiền tỷ Nguyễn Thị Nhiều năm ngày 1 tháng 7 năm 1952 thành niên nguyên danh tại viện Nam Quốc từ trại lúc mỗi thời ngày 15 tháng 4 năm 2009 như là thừa tư phận đại lâm thỉnh pháp nhân kinh quảng sanh tịnh độ hương hoa thỉnh hương hoa chiêu thỉnh toàn giáo quy thuộc kiền điền thành tâm thượng hương quái thỉnh hướng lên phần tử Nguyễn Thị Thu thường pháp nhân diệu hành nhất vị chánh hồn như linh danh ngại đăng năm 1949 ngày chung sinh tại Phan Giang Ninh Thuận địa Nam Quốc từ trần lúc 3:25 sáng ngày 26 tháng 2 năm 2021 dương lịch nhậm ngày 15 tháng 4 năm tân sửu tạ thế tại tâm thế những quốc qua kỳ hưởng thọ trần thế 72 tuổi hương linh phần tử Nguyễn Văn Long pháp danh Phu Lao như vị cha thần hồn kiên linh sanh ngày 4 tháng 11 năm 1990 canh ngọ niên nguyên danh tại đức tài đức linh bình thuận viện Nam Quốc từ trần lúc 4:30 sáng ngày 4 tháng 7 năm 2020 lịch nhậm ngày 26 tháng 6 năm nhâm dần tạ thế tại tâm thế sanh như quốc kỳ hưởng dương trần thế 33 tuổi thừa tư phận lực quản thanh cực là quốc hương linh phần tử tăng bộ tiền pháp danh thiện thọ nhất vị thần hồn chỉ hương linh sanh ngày 8 tháng 6 năm 1942 nhâm ngọ linh sinh tại tiểu cần trà vinh nghĩa nam quốc từ trần lúc 2:30 sáng ngày 10 tháng 3 năm 2021 dương lịch nhằm ngày 7 tháng 4 năm tân sửu tạ thế tại tâm tánh thách thì chúng hoa kỳ hưởng thọ trần thế 80 tuổi hương linh phật tử tăng ngọc phụng pháp danh diệu hoa nhất vị chánh hồn chuyên linh danh ngày 6 tháng 9 năm 1935 ân sinh tại trà vinh tiểu cần viễn nam quốc từ trần lúc 4:59 sáng ngày 7 tháng 5 năm 2021 dương lịch nhậm ngày 26 tháng 3 năm tân sửu tạ thế tại sài gòn viễn nam quốc hưởng thọ trần thế 87 tuổi hương linh phần tử tăng bửu đảnh pháp danh quảng thượng nhất vị thần hồn kiên linh sanh ngày 6 tháng 2 năm 1941 tân tại niêm sinh tại tiểu cần trà vinh viện nam quốc từ trần lúc 6:00 sáng ngày 17 tháng 12 năm 2020 dương lịch nhằm ngày 5 tháng 11 năm quý mão tạ thế tại chung cư an lộc phường 2 an phú viện nam quốc hưởng thọ trần thế 83 tuổi hương linh phật tử Võ Văn Hùng pháp danh thiện minh nhất vị thần hồn chỉ hướng linh danh ngày 30 tháng 2 năm 1970 tân sinh tại viện Nam Quốc từ trần lúc 8:46 tối ngày 20 tháng 6 năm 2020 lịch nhằm ngày 9 tháng 4 năm canh tí tạ thế tại hương tâm thanh chúa qua kỳ hưởng dương trần thế 50 tuổi thừa tư phật lực tóc xã mê rồi siêu sanh tịnh độ quảng sanh cực lạc quán hương hoa thỉnh hương hoa phụng thỉnh nhân tâm phụng thỉnh hương linh trần thị căn pháp danh diệu phước nhất vị chánh hồn chương linh lai long thọ thực tính pháp nhân kinh quảng sanh tịnh độ hương hoa thỉnh hương hoa diệu thỉnh toàn giáo quy thuộc truyền thèm thành tâm thượng hương bái thỉnh soi thỉnh tái thỉnh tam thỉnh quan hồn trực chỉ đàn thiền chứng lễ biến bạc hương linh cung thỉnh hương linh an bảo tọa linh an bảo tọa bồ tát linh an bảo tọa bồ tát linh an bảo tọa bồ tát ma tăng trai chủ khởi thân lễ hương linh la lại
mình thân giai ơi. Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh, nhân tam phụng thỉnh, U Minh giáo chủ đại thánh đại nguyện đề tán vương bồ tát phong hoa kiếp chịu phục vì bóng chánh độn hiển linh tánh nguyện văn chắc pháp danh chân thiện nhất vị cha thần ngồi chiếu linh thánh ngày 6 tháng 10 năm 1930 canh ngọ sinh tại Gò Công huyện Nam Quốc từ trần lúc 1:30 chiều ngày 22 tháng 12 năm 2012 dương lịch nhằm ngày mùng 10 tháng 11 năm nhâm thìn tả thế tại Việt Nam Quốc hưởng thọ trần thế 83 tuổi thừa tư Phật lực lai lâm thọ thực thính pháp văn kinh vạn chánh tịnh độ Nam Mô Nhân Tâm Bồ Tát Nam Mô Văn Lai Tâm Bồ Tát Nam Mô Văn Lai Tâm Bồ Tát Nam Mô Siêu Đạt Độ Bồ Tát Siêu Đạt Độ Bồ Tát Nam Mô Siêu Đạt Độ Bồ Tát Ma Tăng Chay chủ khởi thân hiến trà sơ từng trà chấm phụ hiến. Bye. See you next time. Tình mình phụ tử ân sâu nghĩa cả đã làm người ai nỡ lãng quên âm dương cách biệt đôi đường. Hôm nay thiết lễ hiệp kỷ chay đàn yến dân trà xanh mộng tất tỏa ngát hương thơm. Nhân tâm chịu thánh hương linh cố phụ lai lâm thiền trà giai ẩm tạo thanh thiền phá vạn cảnh lạc ba nam mô cam lộ dương bồ tát nam mô cam lộ dương bồ tát nam mô cam lộ dương bồ tát giai chủ khởi thân hiến trà cố phụ hướng trà con cô hướng trà right, next time. Đường bá thọ tài hưởng thực cha ơi hỡi đã 12 năm cách biệt kiếp người như mây hợp lại tan tiếng thương vang bóng ngỡ ngàng tự như cánh bướm cuộc đời phù du hồn say giấc mộng thâm trầm nào hai đỏ lạc trầm lưng kiếp người trai vũ một giả di thành đầu đổi sớ con quỳ bái bạch ngưỡng nguyện tây phương tâm thánh thống quan tiếp độ hương hồn cố phụ thế danh nguyễn văn chắc pháp danh chân thiện nhất vị chánh hơn thần hồn chí hướng linh thừa tư phận lực tóc xã mê đồ siêu say tình tự vãng sanh cận lãng quốc nam mô siêu đoạn đô bồ tát nam mô siêu đoạn đô bồ tát nam mô siêu đoạn đô bồ tát ma tát cha chủ khởi thân lễ tam thánh từ tôn phật ngay di đà quan tham bồ tát đại thế chí tam tôn lại ba lại hương hoa thỉnh hương hoa phụng thỉnh nhân tâm phụng thỉnh lạc ban giáo chủ y chánh trang nghiêm tư tâm ban nguyện độ chúng sanh cụ phẩm liên đài mong thoát hóa tiếp dẫn đại đạo sư a di đà phật bất di bộ thể thì từ lĩnh phóng đạo hào quang tiếp độ phụ vị hương linh phần tử nguyễn văn chắc pháp danh chân thiện nhất vị thần ngồn chiêu linh thanh ngày 6 tháng 10 năm 1930 căn ngọ niêu sinh tại Gò Công huyện Nam Quốc từ trần lúc 1:30 chiều ngày 22 tháng 12 năm 2012 dương lịch nhằm ngày mùng 10 tháng 11 năm nhâm dần tả thế tại Việt Nam Quốc hưởng thọ trần thế 83 tuổi thừa tư phận lực
Lai Lâm Thọ Thực Tính Pháp Danh Kinh Vạn Kinh Tịnh Độ Hương Hoa Thỉnh Hương Hoa Chịu Thỉnh Nhân Tâm Phụng Thỉnh Hương Linh Trần Thị Hai Pháp Danh Diệu Hiền Nhất Vị Chánh Hồn Kiêu Linh Linh Phật Tử Nguyễn Thị Nhiều Chánh Hồn Chí Hương Linh Hương Linh Phật Tử Tăng Bộ Tiền Pháp Danh Thiện Thọ Nhất Vị Thần Hồn Chí Hương Linh Hương Linh Phật Tử Tăng Bộ Đảnh Pháp Danh Quán Thượng Nhất cái vị Thần Hồn Kiêu Linh Linh Phật Tử Tăng Ngọc Phụng Pháp Danh Diệu Hoa Nhất vị Chánh Hồn Kiêu Linh Linh Phật Tử Gõ Văn Hùng Pháp Danh Thiện Minh Nhất vị Thần Hồn Kiêu Linh Hương Linh Phật Tử Nguyễn Thị Thu Thường Pháp Danh Diệu Hằng Nhất vị Chánh Hồn Kiêu Linh Linh Phật Tử Nguyễn Thanh Long Pháp Danh Vô Lao Nhất vị Thần Hồn Kiêu Linh Thừa Tơ Phật Lực Lai Lâm Thọ Thực Tính Pháp Danh Kinh Vạn Thanh Tịnh Độ Hương Hoa Thỉnh Hương Hoa Chịu Thỉnh Toàn Giáo Quyên Thuộc Kiền Thiền Thành Tâm Thượng Hương Bái Thỉnh Gấp Thức Ăn Cúng Cơm Cho Thân Hoàng Quyên Thuộc Quý Diệp Tử Trời cao rồi gọi rất rộng thanh thang đi khắp thế gian không